Khoảng 22 giờ ngày 27 tháng 10, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, Công an phường Phú Thượng phát hiện một đối tượng lang thang tại khu vực đường An Dương Vương có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành mời đối tượng làm việc. Qua test nhanh, phát hiện trường hợp trên dương tính với chất ma túy heroin. Công an phường xác định đối tượng sinh năm 1993, không có nơi cư trú ổn định. Công an phường đã lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định. Tiếp đến khoảng 0 giờ 30 ngày 28 tháng 10, qua tuần tra kiểm soát, Công an phường Phú Thượng tiếp tục phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại khu vực cuối đường 40M, khu đô thị Nam Thăng Long là Đàm Ngọc Đông, sinh năm 2001 tại Lào Cai và Quang Văn Nam, sinh năm 1993 tại Điện Biên. Qua kiểm tra, phát hiện trên người nam giấu một túi ni lông chứa 10 gói giấy bạc, bên trong chứa chất bột màu trắng. Nam khai nhận vừa đưa cho Đông tiền để mua heroin về cùng sử dụng. Qua giám định, 10 gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng có khối lượng là 0,649 gram heroin.